Cách để loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực Phương pháp 1. Ngừng những ý nghĩ tiêu cực 1. Nhớ rằng những ý nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện là điều bình thường. Có lẽ đây là cách dễ nhất để bắt đầu giải quyết vấn đề. Nhiều khi bạn nghĩ rằng chỉ có mình bạn gặp vấn đề này hoặc không ai hiểu được những gì bạn đang trải qua. Trong những ý nghĩ tiêu cực luôn là một phần của cuộc sống và điều quan trọng nhất là chúng rồi cũng sẽ ra đi. Đừng tự trách mình vì đã có những ý nghĩ xấu, đó không phải là lỗi của bạn. 2. Ngẫm xem vì sao ý nghĩ đó trở thành xấu Vì sao bạn bực bội với ý nghĩ đó? Điều gì khiến nó luôn lẩn vẩn trong đầu bạn? Những ý nghĩ xấu tồn tại dai dẳng thường là do bạn cảm thấy tội lỗi, tức giận hoặc bất an về tương lai. Vì vậy, việc suy nghĩ về nguyên nhân nào khiến bạn bị xa lầy trong một ý nghĩ nào đó sẽ giúp bạn nhận định và giải quyết vấn đề. 3. Nghĩ chậm lại bằng cách hít thở vài hơi thật sâu. Lẽ tự nhiên là bạn sẽ cảm thấy lo âu hoặc hồi hộp khi ý nghĩ tiêu cực đột ngột hiện lên trong đầu, nhưng bạn hãy cố gắng kìm lại cảm giác bực bội hoặc bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó. Ngừng việc đang làm trong 30 giây để hít thở sâu và dài 5 lần. Dành ra vài giây để xử lý ý nghĩ đó thay vì vội vã đi đến kết luận cực đoan hoặc phi lý. 4. Tự hỏi mình xem vì sao bạn lại có những ý nghĩ xấu hoặc tiêu cực. Khi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ về lý do khiến bạn bực bội, giờ là lúc bạn tự hỏi mình vì sao ý nghĩ đó lại tiêu cực như vậy. Một số câu hỏi có ích bao gồm: Có bằng chứng xác đáng nào khiến bạn lo âu hoặc sợ hãi? Có những điểm tích cực nào về tình huống này đang bị bỏ quên? Việc này có quan trọng trong 5 năm tới không? Năm, dừng lại một chút. Dù tình huống có khó khăn hoặc không diễn ra như ý, bạn vẫn có thể yên ổn, đừng để bản thân chìm trong những ý nghĩ tiêu cực. Bạn không thể điều khiển được tương lai hay thay đổi quá khứ. Điều bạn có thể làm bây giờ là đối mặt với hiện tại. Nhiều ý nghĩ tiêu cực xuất hiện là do người ta quên đi sự thực mà chỉ phỏng đoán về những gì sẽ đến. 6. Xem xét những ý nghĩ của bạn trong bối cảnh. Khi những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, phản ứng đầu tiên của bạn thường là phóng đại sự việc. Mình bị người phụ nữ khác quyến rũ và không thể yêu vợ mình được. Sếp không thích phần thuyết trình của mình, mình sẽ bị đuổi việc. Ai cũng có xe đẹp để đi trừ mình, mình đúng là kẻ thất bại những ý nghĩ này không những quá đơn giản mà thường toàn sai lầm. Đừng quên rằng bạn không phải là trung tâm của vũ trụ và phần lớn các vấn đề bạn gặp phải trong cuộc sống sẽ không có tác động quá lớn đến hạnh phúc của bạn. 7. Đánh lạc hướng bản thân bằng một điều nào đó mà bạn biết rằng nó sẽ giúp bạn dễ chịu quay về với những thứ quen thuộc và thân thương để thoát ra khỏi những ý nghĩ đang quấy rầy hoặc tìm một góc nhìn mới. Những hoạt động gắn liền với kỷ niệm đẹp có thể giúp bạn xem xét những ý nghĩ tiêu cực trong bối cảnh tổng thể, sự việc không phải lúc nào cũng xấu và không nhất định sẽ tồi tệ trong tương lai. 8. Đừng tìm cách trốn chạy những ý nghĩ hoặc cố gắng tống khứ chúng ra khỏi đầu. Tự bảo mình đừng nghĩ về điều nào đó cũng chẳng khác nào suy nghĩ đến nó. Bạn liên tục dặn mình đừng nghĩ đến chuyện mình vừa chia tay nữa mà không nhận ra rằng bạn vẫn nhắc đến nó. Bạn cần phải lái suy nghĩ của mình sang hướng khác hoặc cố gắng xử lý ý nghĩ tiêu cực. Việc bạn cố gắng đẩy ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí sẽ chỉ khiến vấn đề kéo dài dài dẳng hơn. 9. Cố gắng buông bỏ những mối lo lắng Thay vì chống chọi với những ý nghĩ tiêu cực, bạn hãy hít một hơi thật sâu, thừa nhận chúng và cho qua. Tuy rằng có thể rất khó khăn, nhưng việc nắm được kỹ năng này là cách tốt nhất để chống lại những ý nghĩ xấu từ giờ trở về sau. Ví dụ bạn đang bị lo đổi việc vì đã phạm phải một lỗi lầm trong công việc, thay vì mãi dây dứt vì đã làm sai, bạn hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm đó và tránh lập lại trong tương lai. Hãy tập trung vào việc cải thiện chứ đừng đưa ra giả định tồi nhất. 10. Quảng gánh lo đi theo nghĩa đen Nghe thì lạ lùng như một nghiên cứu ở trường đại học Ohio đã chỉ ra rằng những người biết những ý nghĩ tiêu cực của mình ra giấy và vứt bỏ mẩu giấy có nhận thức về bản thân tốt hơn những người vẫn giữ mẩu giấy đó. Viết ra giấy là một cách để diễn đạt những vấn đề của bản thân và hành động vứt mẩu giấy sẽ báo hiệu cho biết rằng đã đến lúc phải quên chúng đi. 11. Chia sẻ với một người mà bạn tin cậy Việc thổ lộ với người khác về những ý nghĩ tiêu cực trong lòng là cách tuyệt vời để bạn phát hiện điều gì đã khiến những ý nghĩ đó tệ đến vậy. Hơn nữa nhiều khi nó còn giúp bạn nhận ra rằng sự việc không đến nỗi như bạn tưởng. Khi đã nói ra những lo lắng trong lòng, bạn có thể nhận được những lời khuyên quý giá và học được cách nhìn nhận của một người khác có thể cùng nỗi lo như bạn. Nhiều bác sĩ khoa tâm thần đã phát hiện ra rằng chỉ một việc đơn giản là kể ra ý nghĩ của mình trong khung cảnh thoải mái cũng đủ để loại bỏ chúng. Phương pháp 2: phá vỡ vòng luẩn quẩn của lối suy nghĩ tiêu cực. 1. Tập nói những câu khẳng định tích cực để chống lại những ý nghĩa dai dẳng tai hại. Khẳng định tích cực nghĩa là bạn công nhận rằng mình hạnh phúc, khỏe mạnh và nhận thức được giá trị của bản thân. Bạn có thể cải thiện những ý nghĩa tiêu cực bằng lời khẳng định tích cực. Hãy tập nói câu tôi, ba chấm và theo sau là một điểm nào đó mà bạn yêu ở bản thân. Chẳng hạn như tôi thông minh, tôi làm việc giỏi hoặc tôi là một phần thân thương của gia đình. 2. Tìm cách lấp đầy thời gian rỗi Đa phần những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện vào những lúc thời gian rảnh rỗi, khi bạn mặc cho tâm trí vẩn vơ hoặc khi bạn quá mệt mỏi hãy tìm điều gì đó có thể giúp bạn bận rộn, chẳng hạn như tạo thói quen rèn luyện thân thể, bắt tay vào viết lách hoặc thực hiện dự án nghệ thuật phục vụ cộng đồng. 3. Nhận biết những người có thể gây ra những ý nghĩ xấu Mối quan hệ là một trong những lĩnh vực căng thẳng và khó xử lý nhất. Một khi bạn cố gắng đến vô vọng để đoán xem người khác đang nghĩ gì, liệu người bạn kia có ý sỏ xiên bạn hoặc liệu ai đó dèm pha sau lưng bạn không? Nếu người yêu hoặc một người nào đó của bạn luôn khiến bạn nghĩ đến những điều tiêu cực thì đó không phải là lỗi của bạn. Dù với lý do gì thì có lẽ đó cũng không phải là mối quan hệ lành mạnh. 4. Chủ động xử lý các ý nghĩ tiêu cực Lên một danh sách tất cả những thứ bạn có thể làm để xử lý lối suy nghĩ tiêu cực của mình. Ví dụ nếu trong lòng lúc nào cũng âu lo vì mối quan hệ của mình, bạn hãy tự hỏi rằng bạn có thể làm gì để mọi việc trở nên thoải mái hơn. Lên kế hoạch cho buổi hẹn hò, mua một bó hoa tặng người yêu, trò chuyện với người ấy và ra ngoài chơi với một vài người bạn để tìm niềm vui cho mình. 5. Tìm một cách sáng tạo để giải tỏa những ý nghĩ tiêu cực, giải bày tâm sự trên giấy, đam mê với nhạc cụ nào đó hoặc diễn đạt cảm xúc của mình qua những nét vẽ đều là những cách hữu ích để xem xét những ý nghĩ tiêu cực và bắt đầu đối phó với chúng. 6. Đừng quên mỉm cười, nụ cười đã được chứng minh có tác dụng giải phóng các hóa chất trong cơ thể giúp bạn vui vẻ hơn, vì thế hãy khoe hàm răng trắng như ngọc của bạn, hãy cho cả thế giới này biết rằng bạn đang hạnh phúc và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi người sẽ mỉm cười đáp lại. 7 đến gặp chuyên gia nếu bạn không thể rũ bỏ được những suy nghĩ của mình. Nếu bị trầm cảm, đang có ý nghĩ tự sát hoặc không ngừng dằn vặt đau khổ, bạn nên gọi ngay cho chuyên gia sức khỏe tâm thần. Họ được đào tạo để giúp bạn vượt qua và tìm lại những ý nghĩ tiêu cực. Phương pháp 3. Ngăn ngừa những ý nghĩ tiêu cực Một Chăm sóc cơ thể Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất có mối liên hệ chặt chẽ và nếu bạn lơ là với một mặt thì mặt còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Hãy ưu tiên chăm sóc cơ thể để bộ não cũng có đủ khả năng xử lý căng thẳng. 2. Bắt đầu tập thiền Từ lâu đã được chứng minh thiền có tác dụng khuyến khích các ý nghĩ tích cực. Thiền là một quá trình thanh lọc tâm trí và đem lại tình yêu cho tâm hồn. Bạn hãy thu xếp mỗi ngày 10 đến 15 phút ngồi yên lặng với những suy nghĩ của mình. Tập trung vào hơi thở và để cho những ý nghĩ tự do trôi giạt trong quá trình tập thiền. Bạn sẽ nhận thấy mình càng ngày càng dành nhiều thời gian vào thiền hơn. Những ý nghĩ tiêu cực sẽ nhạt dần và lùi xa. 3. Phần đầu cho các mục tiêu dài hạn Phần đông mọi người cảm thấy những ý nghĩ tiêu cực lên lỏi vào đầu mình khi họ hình dung về tương lai. Từ đó sự căng thẳng và bất an cũng xuất hiện. Bạn hãy viết ra các mục tiêu của mình, sau đó chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn, vừa sức hơn và bạn có thể thực hiện dễ dàng. 4. Đối mặt với khó khăn bằng sự hài hước Cười xòa trước những sự cố và những điều không may là một trong những cách tốt nhất để giữ trí não sắc bén và tỉnh táo. Sự hài hước sẽ cài đặt lại những sự việc tiêu cực theo cách tích cực để chấm dứt căng thẳng và lo lắng. Tiếng cười sẽ cho bạn cái nhìn triển vọng mà bạn đang rất cần và sẽ giúp bạn ngăn chặn những ý nghĩ xấu dễ dàng hơn. 5. Tìm một người bạn hoặc người thân trong gia đình mà bạn tin tưởng. Chỉ riêng việc biết rằng có một người mà bạn có thể thổ lộ mọi điều một cách trung thực cũng đã giúp bạn bớt bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực. Cần phải có thời gian để xây dựng lòng tin với nhau và bạn cũng cần một chút mạo hiểm khi chia sẻ những mối lo trong lòng với một người khác nhưng mối gắn kết này rồi giúp bạn nhận ra rằng bạn không đơn độc bạn có thể xử lý những ý nghĩ tiêu cực khi chúng xuất hiện và sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn